năm 1949 trong một gia đình trí thức Thăng Long, tiến sĩ Nguyễn Chí Công là cháu nội của nhà trí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Cầu, tức cụ cử Đông Tác, một trong những sáng lập viên của Đông Kinh Nghĩa Thục. Thân sinh, ông là giáo sư Nguyễn Hữu Tảo, là một trong những người có công với nền giáo dục ở Việt Nam. Từ nhỏ, Nguyễn Chí Công đã được biết đến là cậu bé thông minh, sáng dạ. Vì thế, chẳng kiến thức sách vở nào có thể làm khó Nguyễn Chí Công. Kế thừa truyền thống của gia đình nho học, Nguyễn Chí Công đã đam mê lịch sử, văn hóa từ nhỏ. Tuy nhiên, chàng trai Nguyễn Chí Công lại đến với chuyên ngành công nghệ thông tin qua sự định hướng có tầm nhìn của người cha mình từ năm 1964. Lúc cụ Đào Duy Anh, hai ông cụ nói chuyện nhau đây thì ông bàn về tương lai của tôi, thì bố tôi bảo thế này, thế hệ bọn bố là học văn học toán là vô bổ. Đấy, các cụ nói những câu kinh khủng. Và tương lai nó sẽ là kỹ thuật, lúc chưa có từ công nghệ. Đấy, con sang phương Tây mà con học cái gì mà thuộc về kỹ thuật mà mới nhất thì con chọn. Thế vì tôi học toàn tài, tức là môn nào tôi cũng đẹp đạt điểm. Thế nên là tôi chọn luôn môn tin học. Lúc chưa có môn tin học nó gọi là computer, nó gọi là máy tính. Năm 1976, với vốn ngoại ngữ và những kiến thức đúc rút trong suốt thời gian du học, cùng khát khao chinh phục của tuổi trẻ, tiến sĩ Nguyễn Chí Công và những cộng sự tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển, nay là Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chế tạo thành công chiếc máy vi tính đầu tiên của Việt Nam và châu Á, mang tên VT80. Sự kiện này đánh dấu Việt Nam trở thành nước thứ ba, chỉ sau hai cường quốc là Pháp và Mỹ, chế tạo thành công máy vi tính lần lượt vào năm 1973 và 1975. Từ thành công này, ông và các đồng nghiệp có thêm động lực viết những phần mềm, hệ điều hành và các chương trình ứng dụng đầu tiên của người Việt. Năm 1978, tiến sĩ Nguyễn Chí Công có cơ hội làm việc trong một công ty điện lực uy tín tại Pháp. Trong thời gian ấy, thay vì mua những thiết bị, linh kiện nước ngoài mang về nước bán lại làm giàu, ông chỉ gom góp xách về một vali đầy tài liệu và linh kiện điện tử để góp phần vào việc nghiên cứu, ứng dụng. Bên cạnh đó, với tính cách yêu quý những gì thuộc về lịch sử, văn hóa, nên ngay từ những thập niên 70 đó, ông đã ấp ủ dự định về một bảo tàng công nghệ thông tin. Sau hơn 40 năm thai nghén và lên ý tưởng, cùng sự ủng hộ đắc lực từ người vợ, ông quyết định thiết kế căn phòng khách tầng 1 thành nơi trưng bày hiện vật. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội về ý tưởng của mình, ông nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng tin học. Nhờ tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Chí Công cùng sự góp sức của các chuyên gia, người yêu công nghệ trong và ngoài nước, Bảo tàng Công nghệ Thông tin tư nhân đầu tiên chính thức ra mắt ngày 27 tháng 1 năm 2020. Tuy thành lập trong thời gian ngắn, nhưng đây là địa điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu công nghệ Việt Nam. Tôi nghĩ là Bảo tàng Công nghệ Thông tin rất là có giá trị và có thể là dành cho được tất cả các đối tượng, từ những nhà khoa học làm lâu năm cho đến những bé, thậm chí là lên 7-8 thứ là đã có thể thu nhận được rất nhiều thông tin hữu ích. Trong căn nhà số 89, ngõ 41 phố Đông Tác, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Chí Công dẫn chúng tôi tham quan bảo tàng. Đặc biệt, ông chia sẻ nhiều câu chuyện về lịch sử phát triển nền công nghệ thông tin của nước nhà từ thời trứng nước, làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bảng này là nói về cái sự phát triển của công nghệ thông tin của Việt Nam, tạm coi như là mở đầu với cái sự ra đời của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước lúc đó vào những năm 1960, và lúc đó chủ nhiệm của Ủy ban này nó chính là ông Trường Chinh. Đấy, ông Trường Chinh lúc ấy là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, và ông trước đó đã là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái người mà thực chất là phụ trách về hàng ngày công việc là thường trực đấy, phó chủ nhiệm thường trực là giáo sư Tạ Quang Bửu. Thì cụ ấy biết là tin học sẽ làm cái tương lai, mặc dù lúc ấy là hoàn toàn bí mật, không ai kể cả cụ ấy nói không, Liên Xô không tin, thế cụ phải nhờ cụ Hồ cùng đồng hương Nam Đàn với nhau. Thế cụ Hồ mới nói với lại Liên Xô, lúc ấy là ông Kosygin Thì ông ấy đồng ý là nhận 9 người Việt Nam học, và 9 người được đi học thì hầu hết trở về. Thế và đều trở thành những người nền tảng công nghệ thông tin Việt Nam sau này. Trong số gần 1.000 hiện vật mà ông đang lưu giữ, bảo tàng trưng bày khoảng 300 hiện vật khái quát lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghệ thông tin thế giới và Việt Nam. Mỗi kỷ vật đều là minh chứng cho thời kỳ lịch sử đầy sống động của Việt Nam cũng như quốc tế. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu về những cá nhân có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin như giáo sư Tạ Quang Bửu, giáo sư Phan Đình Diệu, giáo sư Vũ Đình Cự. Riêng phần này, ông thiết kế sáng tạo và độc đáo như một cuốn sách để du khách có thể lật mở từng trang, tìm hiểu về cuộc đời của mỗi nhà khoa học. Đây cũng là cách để tiến sĩ Nguyễn Chí Công tri ân những người con đã làm nên ngành công nghệ thông tin của nước nhà. Có thể nói Bảo tàng Công nghệ Thông tin chính là đứa con tinh thần vô giá của vị tiến sĩ, chọn một đời vì sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin nước nhà. Đối với tiến sĩ Nguyễn Chí Công, bảo tàng không chỉ lưu lại dấu ấn phát triển của một thời kỳ mà còn có nhiệm vụ chính là truyền lửa tới thế hệ sau. Ông mong muốn có thể bắt nhịp cầu cho lớp trẻ, rạng danh đất nước bằng sự nghiệp công nghệ thông tin, ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Ông Nguyễn Trung Đồng là một trong những thành viên đã tham gia lắp chiếc máy tính đầu tiên của Việt Nam vào năm 1977 cùng ông Nguyễn Chí Công. Tuy nhiên sau đó, do thay đổi đơn vị công tác nên họ đã hoàn toàn mất liên lạc. Song nhờ sự ra đời của Bảo tàng Công nghệ Thông tin đã kết nối ông Đồng và những người đồng nghiệp khi xưa với nhau. Họ gặp lại nhau, ôn lại những câu chuyện xưa cũ và đặc biệt hơn, họ được trực tiếp cầm nắm, chiêm ngưỡng những hiện vật đã gắn bó một thời với mình. Xúc động vô cùng bởi vì là người giữ được những cái ấy, tức là giữ được không chỉ là cái vật để mọi người nhìn, nhưng mà đối với chúng tôi ấy, thì giữ lại cả một cái quãng mà chúng tôi sống và làm việc như thế nào. Đấy là cái mà cái công rất lớn của chú Công khi thành lập cái bảo tàng này. Không chỉ phục vụ du khách tham quan, bảo tàng còn là nơi diễn ra các buổi hội thảo, nghiên cứu chuyên đề về tin học, lịch sử để những người chung sở thích có thể giao lưu và chia sẻ. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, bảo tàng còn trở thành địa điểm học ngoại khóa lý tưởng của sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin của các trường đại học. Trong những tháng ngày gấp rút hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, Ngọc thấy mình may mắn vì biết đến bảo tàng. Ở đây, Ngọc tìm được nhiều thông tin thú vị và bổ ích, không chỉ phục vụ cho khóa luận của mình, mà còn giúp cậu học được nhiều bài học quý giá từ vị tiến sĩ đầy tâm huyết. Điều thu hút em là phong cách làm việc của thầy. Thầy làm việc rất là tốt và ở đây có rất nhiều lịch sử bảo tàng nữa. Nên em rất muốn tìm hiểu nó để sau này có thể giúp ích cho em về phần mềm ứng dụng ạ. Sau một thời gian đi vào hoạt động, nhận thấy lợi ích thiết thực của bảo tàng, tiến sĩ Nguyễn Chí Công và gia đình tiếp tục mở rộng không gian của bảo tàng. Theo đó, căn phòng khách tầng 2 đã được ông dọn dẹp ngăn nắp và trở thành không gian trưng bày với nhiều tài liệu sách báo quý hiếm về công nghệ thông tin cũng như những hiện vật có giá trị. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Chí Công cũng ý định sẽ mô hình hóa 3D toàn diện tất cả hiện vật trong bảo tàng để giúp mọi người có thể tham quan bảo tàng trên mạng mà không cần phải đến tận nơi. Trong những câu chuyện với người vợ của tiến sĩ Nguyễn Chí Công, chúng tôi không khỏi xúc động khi biết bản thân tiến sĩ đã có lúc tưởng như không vượt qua được bạo bệnh, nhưng tinh thần làm việc của ông chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ông đã làm việc ngay trên giường bệnh, thậm chí khi đứng trước lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, ông vẫn luôn dành trọn vẹn tâm huyết, cống hiến cho ngành công nghệ thông tin. 2004 là bị nhồi máu cơ tim đấy. Thế là phải đi vào bệnh viện để mà điều trị. Rồi là đến đầu năm 2005 là phải đi vào miền Nam để mổ bắc cầu nữa. Bệnh tim rất là nặng, nếu mà như đánh giá của các bác sĩ thì là có thể nhiều người đã không còn nữa. Thế nhưng mà với cái nghị lực vượt qua tất cả, tức là Có lẽ vì cái tôi cảm giác cái năng lượng làm việc của ông nó làm thông mạch thế nào đấy, đâm ra là ông vượt qua được rất nhiều. Và có những lúc mà làm việc mà ông vì máu không lên não thì là ông cũng gục xuống ấy, xong một lúc sau thì lại tỉnh lại làm tiếp. Bận bịu với bảo tàng là thế, nhưng suốt nhiều năm nay, dù nắng hay mưa, vị tiến sĩ 74 tuổi này vẫn đi điền giã để thu thập thông tin về nguồn gốc, sự tích, sự liên kết của hàng trăm di tích quanh Hà Nội. Ông cặm cụi chụp ảnh, ghi chép, dịch các câu đối, văn bia cổ trong các di tích, nói chuyện với người dân địa phương để tìm ra những thông tin chuẩn xác nhất. Không chỉ nghiên cứu để nâng cao kiến thức cho bản thân, ông còn thành lập riêng một trang web có tên 360.hnct.org để cung cấp thông tin cho độc giả và du khách khi ghé thăm Hà Nội. Thì tôi đi hàng trăm nước thế giới rồi, thì Hà Nội là một trong thủ đô rất là ghê gớm, từ vài trăm mét là có một di tích. Cái đó là không tưởng tượng được. Cái Việt Nam đang đống của tổ tiên này đập đi để xây những cái nhà bê tông lên, chúng ta không tiếc. Thì tôi mới làm cái này vì tôi tiếc quá. Chúng ta đang ngồi trên một cái vốn văn hóa tổ tiên này lại là vô giá. Ở 360.hnct.org, du khách được cung cấp nhiều giải pháp khác nhau để tìm một điểm du lịch, như thông qua bản đồ, qua xác định tọa độ, mã cộng và GPS, hoặc tìm trên chính lộ trình di chuyển. Đặc biệt, mỗi điểm du lịch trên trang 360.hnct.org đều có những tấm ảnh panorama. Một điểm đáng chú ý nữa, trang 360.hnct.org còn giới thiệu về những di tích lân cận và cung cấp thông tin về những tuyến xe buýt gần với di tích, giúp du khách có thể tự di chuyển, khám phá, tự thiết lập nhanh một tour du lịch với mức chi phí và sở thích phù hợp. Hiện trang 360.hnct.org đã giới thiệu được hơn 600 di tích và thu hút lượng người truy cập khá lớn. Điều đáng quý nữa, tiến sĩ Nguyễn Chí Công không lặng lẽ một mình tìm hiểu lịch sử, mà ông còn đứng ra kết nối, thành lập nên một nhóm Facebook với gần 2.000 thành viên có tên gọi Cà Phê Lịch Sử. Từ khi thành lập nhóm, đã có nhiều chuyến đi, điền giã để tìm hiểu về các di tích lịch sử ở nhiều nơi. Trong mỗi chuyến đi ấy, người giữ vai trò kết nối và kiêm cả hướng dẫn viên, đó là tiến sĩ Nguyễn Chí Công. Dù thành lập chưa lâu, nhưng đến nay nhóm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Anh Nguyễn Chí Công thì là linh hồn của Cà Phê Lịch Sử. Từ năm 2017-18 thì trong nhóm đầu tiên cũng xuất phát từ trong nhóm các bạn bè, những người ưa thích, rồi mọi người cũng đã vào trang web HNCT của anh Công xem, và anh Công cũng bắt đầu rủ mọi người là đi và tổ chức các cái chuyến đi tham quan theo chủ đề. Và trên cơ sở bắt đầu có sau một vài chuyến đi thì chúng tôi quyết định là thành lập ra cái nhóm Cà Phê Lịch Sử để có thể sinh hoạt chung và tổ chức các cái chuyến đi chung. Cái nhóm Cà Phê Lịch Sử nói chung thì với trụ cột là các kể cả trên thông tin trên trang web của anh Nguyễn Chí Công thì nó là một cái, nếu như ai sinh hoạt trong đấy mọi người sẽ biết được rất kỹ, sâu và đa dạng về các cái lịch sử văn hóa của dân tộc. Ở tuổi thất tuần, nhiều người đã cho phép mình nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Nhưng với tiến sĩ Nguyễn Chí Công thì ngược lại. Ông chia sẻ, có những ngày ông chỉ dành 1 đến 2 tiếng đồng hồ để ngủ, còn toàn bộ thời gian ông dành để viết sách, nghiên cứu. Tuổi có thể già, nhưng ông không cho phép đầu óc mình được già. Vì thế, ông luôn bận bịu với công việc, vẫn hào hứng với những chuyến đi, vẫn ngổn ngang với bao dự định và vẫn đau đáu với bao nỗi niềm. Một con người chọn tấm lòng say mê, chọn một đời cống hiến.